Vâng, đây rồi, cơ hội để chúng ta có thể rút ngắn tỷ số. AC và bên đội bạn chỉ là con Greg thôi. Chúng ta là AC, bên kia là Greg. Lại tiếp tục nuôi hy vọng bật trên đấu này nào. Và cũng như em nói ngay từ đầu rồi, đấy, ngay từ trận thi đấu thứ hai, sẽ đấu đầu tiên em cũng đã nói rồi. Là ngày hôm nay Hoàng Minh Nhi sức khỏe của anh cảm giác không được mắc binh đâu. Thế nên là cũng không phải, và lúc đấy em đã nói rồi, để tránh cái việc mà bảo anh em lại bảo là biện minh hoặc là lý do. Nhưng mà thực sự là thực tế là như thế. Cảm giác người hôm nay có vẻ hơi uể oải. Thấy ho ho nữa, chắc là bị cảm cúm hay bị gì đó. Phải làm ngay đi cốc cà phê đặc nữa. Và định làm cốc cà phê cho nó tỉnh táo con người, nhưng ai ngờ lại bị phản đam. Và kết thúc kèo thi đấu này thì các kỹ thuật viên sẽ set up cài đặt luôn để 12:20. Và xin nhắc lại với anh em, 12:20 Cam Quýt sẽ ra sân trong một buổi giao hữu giữa AE Việt và AE Trung Quốc. Cam Quýt sẽ ra sân, còn bên kia sẽ là game thủ Chiến Tướng. Và vừa nãy thì có anh em nào bảo Chiến Tướng thuộc clan AE 6699, nhưng không phải anh em nhé. Chỉ có Trang Long với cả Tiểu Thủy Ngư thôi là đang thi đấu trong màu áo của AOE 6699 thôi. Em cũng chưa biết là có phải đánh hết xe này hay không, nhưng bây giờ 11:30 thì cũng em chưa rõ nữa. Nếu đánh thêm C4 nữa thì cũng chưa biết thế nào được. Vâng, cảm ơn Hạnh Lê ạ. Đúng rồi, nhìn gương mặt là chúng ta có thể đoán được. Vâng, Chiến Tướng thì vẫn đánh mà. Vâng, chấm hết thì hôm nay không biết lấy thông tin đâu ra thì Hà Nam đang liên hệ để mua Chiến Tướng. Hôm nay nhìn mặt Hoàng Văn Nhi có thần thái nó không được như mọi khi. Bài này không biết là có liệu đánh chém thủ phù xong rồi nó chuyển cung R cho bên kia nó tịt hẳn không, hay sẽ đánh thẳng cung R. Thực ra là cái chất quân đánh cái gì cũng ok thôi. Anh Nguyễn Hùng Phong à, trận sau Việt Trung thì VMAC là người bình luận anh em nhé. VMAC là người bình luận. Thực ra Tiểu Thủy Ngư và Xiang Long sang phía này thì cũng là một cái hay. Tôi nghĩ cũng là một cái hay để có thêm những con người làm những kèo đấu mà liên quan tới cung R, rồi liên quan tới cái kèo ACA nhiều. Nó cũng là một làn gió mới. Nhưng thực tế thì thời điểm đầu tiên sang bên này thì Tiểu Thủy Ngư và Xiang Long sẽ tạo được một cái hiệu ứng nhất định. Thì tạo được một cái hiệu ứng nhất định. Nhưng nếu mà không, Xiang Long và Tiểu Thủy Ngư không thích ứng được với cái đấu trường của AOE Việt này thì cũng sẽ là khó dành cho Long và Ngư. Họ đánh chém thôi. Rồi, chấm hết. Cạn lời với ông Thánh này. Đấy, có thể thấy anh Xuân Đạt với cả mình bàn với ai đó trong quán cà phê. Ê, chịu người kinh rồi. Và 13-2, 26 dần. Chắc, chuẩn. Khi ở bên kia
Greg của bạn lên đời cũng sớm, đánh chém sau đó chuyển cung R để cho con Greg thì nó tì thản. Dường như xe giò của bạn chạy đang chạy đến góc 12 giờ. Còn chúng ta cũng đã phát hiện được vị trí nhà của game thủ cầm Greg phía bên kia. Và bài dâng BL, có lẽ rằng họ sẽ dâng cả T lên. Dâng T, dâng P rồi dâng Y, dâng các kiểu để mục đích làm sao mà có thể hạ gục được AC. Nhưng đây tôi nghĩ là hạ gục được bài AC này phải đánh là siêu siêu hay. Chúng ta là ngựa giò công giáp và bây giờ chọc đúng vào điểm và G của đối bạn. Chưa thấy giò của đối bạn đâu cả. Làm thêm được một dân nữa, hai dân. Bài của đội bạn cũng là rất giàu. Vâng, bài của đội bạn cũng là rất giàu. Bây giờ thì con ngựa giò của đội bạn cũng đã chọc vào con nông dân đầu tiên của chúng ta. Một nhà phù thủy. Một nhà phù thủy đã được đóng. Chúng ta ăn được 3 dân. Đội bạn cũng đang ăn được 2 dân. Nói chung là cả hai con ngựa giò nó đang chọc và cái sức sát thương của nó là đang là như nhau. Và đúng là có tê luôn đấy. Tôi đoán không sai. Và như vậy là chuyến bệnh có 1 rồi. Bao chí mày có 1 rồi. Bởi vì con T này nó không có cái tác dụng gì cả. Con lạc đà nó cân hết được chưa? Vâng, đúng là có cả Y luôn kìa. Không biết là có đóng P không? Chắc là không đủ gỗ để có thể đóng P. Vâng, có cả Y và có cả nhà BA. Tôi đoán không sai. Ồ, Abraham Arinoga Gaza. I come from Việt Nam. Không biết là em nó trả lời thế có được không anh em nhỉ? Bạn đứng ngoài kia, bạn ấy hỏi cái gì đây? Gamer là người nước nào? Chắc thế. Chúng ta rút ngắn tỷ số xuống là 1-2 rồi. Và không biết là sẽ chốt mấy xe đây. Nếu mà đánh xe nữa thì chắc là vẫn ok đấy.